Hi, xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục bài toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm x lớp 9 dạng nâng cao, được chưa? Dạng là căn trong lại có một cái căn nữa bằng nguyên số, được chưa? Thì cái dạng này để giải quyết được dạng này thì mình sẽ lấy một cái bài tập liên quan về căn trong căn của số trước ạ, cho các bạn hình dung trước ạ. Rồi, các bạn căn 4 cộng 2 căn 3. Được chưa? Đây là căn trong căn nè. Thì để mất căn thì các bạn phải làm sao? Ở trong phải có bình phương. Thì các bạn nhớ giúp mình tới một cái công thức, đó là căn A bình thì bằng trị gói A. Ở công thức cơ bản nhất của bài căn bậc 2. Ok chưa? Thì các bạn thấy dạng mà căn trong căn thì các bạn kiếm cái nào có căn giúp mình. Ok chưa? Rồi, bước 1 chia 2. 2 căn 3 chia 2 còn lại căn 3. Ok chưa? Bước 2, tách căn 3 ra làm hai số nhân lại thì mình thấy rằng căn 3 chỉ có 1 nhân căn 3 hoặc là căn 3 nhân 1, 1 nhân căn 3 hay là căn 3 nhân 1 thì kiểu đều giống nhau các bạn. Đó, bước 2 rồi tới bước 3, các bạn lấy số mới vừa tách nè, bình phương cộng với cái số thứ hai. Nhớ là cộng nha các bạn, không phải nhân. Bằng bao nhiêu ạ? 1 bình phương ra 1, căn 3 bình phương ra 3. 1 cộng 3 bằng 4. Đúng cái số còn lại không ạ? Đúng cái số còn lại. Thì cho thấy rằng mình sẽ lấy số 1 và số căn 3. Được chưa? Vậy hàng này sẽ bằng là căn này viết lại nè. Rồi, lấy 1 nè, lấy căn 3 nè. Dấu gì ạ? Dấu cộng, kể đây là dấu cộng bình phương. Ok chưa? Đó là dạng căn trong căn. Mình nhắc lại lần nữa, khi gặp dạng căn trong căn thì các bạn kiếm cái nào có căn nè. Bước 1 chia 2 ra căn 3. Bước 2 tách căn 3 ra làm hai số nhân lại. Hai số nhân lại nha, căn 3 thì mình sẽ tách ra là 1 nhân căn 3. Sau đó lấy hai cái số đó bình phương cộng lại ra kết quả là 4 thì nó sẽ trùng với cái số này. Nếu cái số này trùng với số này thì các bạn sẽ lấy là số này và số này. Vậy là 1 căn 3 dấu cộng thì đây là dấu cộng và bình phương. Ok chưa? Ok rồi đúng không ạ? Rồi, bắt đầu vào cái bài căn của x cộng 2 căn x trừ 1 bằng 9. Thì các bạn nè, thấy nè, căn trong căn thì các bạn lấy cái nào có căn à? Bước 1 nè, mình viết qua đây nha các bạn cho các bạn thấy. Bước 1 chia 2 thì nó sẽ ra là căn trừ 1. Bước 2 tách ra làm hai số nhân lại thì mình thấy là 1 nhân căn x trừ 1. Bước 3 các bạn lấy 1 bình phương cộng cho cái số thứ hai bình phương. Được chưa? Rồi, thì các bạn quan sát nè, 1 bình phương ra 1 nha. 1 bình phương ra 1 mình bằng với 1 cộng căn x trừ 1 bình phương ra x trừ 1. 1 với trừ 1 rút còn lại ra x nè. Thì các bạn quan sát đây, x đây, vậy mình sẽ lấy số 1 và căn x trừ 1. Rồi, vậy mình tương đương nha các bạn, tương đương căn nè 1 nè, hả, căn x trừ 1 nè. Ok chưa? Rồi, dấu gì ạ? Dấu cộng thì gây dấu cộng và bình phương. Ok chưa? Sẽ bằng 9. Rồi, muốn mất căn thì ở trong bình phương thì theo công thức căn A bình thì bằng trị tuyệt đối A. Bằng trị tuyệt đối A. Ok chưa? Ok. Bằng 9. Thì tới đây các bạn phải dùng đến cái công thức đó là trị tuyệt đối A bằng B. Mình viết ra nha. Trị tuyệt đối A bằng B khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi, mình khi và khi dưới nha. B lớn hơn bằng 0 và A bằng B hoặc nha các bạn, hoặc A bằng trừ B. Đây là công thức các bạn buộc phải thuộc và nhớ nó. Được chưa? Chỉ nói A bằng B khi và chỉ khi B lớn hơn bằng 0, A bằng B hoặc A bằng trừ B. Thì tới đây các bạn sẽ giải tiếp tương đương nha. Tương đương. Đây, chỉ nói A bằng B, vậy là B của mình là số 9 nè, lớn hơn bằng 0 nè, và A nè, 1 cộng căn
Rồi, thông cảm giúp mình. Rồi, mình hết chỗ rồi, mình giải dưới đây luôn nha. Rồi, chính lớn bằng không đúng chưa? Đúng rồi, mình bỏ luôn, được chưa? Rồi, ở dưới mình sẽ tập trung ở dưới. Đây, chuyển cái số 1 này qua đây. Vậy là căn x trừ 1 bằng 9 trừ 1 còn 8. Hoặc đây, chuyển số 1 này qua là căn x trừ 1 bằng trừ 10. Thì các bạn nhớ giúp mình, căn luôn luôn lớn hơn bằng 0 mà ngay là số gì ạ? Số âm. Vậy cái trường hợp này loại, nhớ chưa? Căn luôn luôn lớn hơn bằng 0 mà trừ 10 là số âm nên mình loại, được chưa? Rồi, tương đương. Vậy mình chỉ cần giải cái chỗ này thôi. Thì tới đây các bạn lại gặp đến cái công thức đó là căn A. Mình viết ra nha. Căn A bằng B. Khi và chỉ khi B lớn hơn bằng 0 và bình phương với trái, thì căn A bình sẽ bằng là A và B bình sẽ là B bình. Được chưa? Đó. Tới đây rồi thì các bạn làm tương tự. B lớn hơn bằng 0 là 8 nè, lớn hơn bằng 0 nè, bình phương với trái bất căn nè, và bình phương với phải nè, 8 bình phương, được chưa? A bằng B bình, tương đương 8 lớn bằng 0 chưa? Lớn rồi, bỏ. Thì tới đây các bạn sẽ ra là x trừ 1 bằng 8 bình là 64, tương đương là x sẽ bằng 64 cộng cái 1 là 65. Và các bạn kết luận vậy, x bằng 65. Ok chưa? Rồi, tương tự cái bài B, căn x cộng căn 2x trừ 1 bằng căn 2. Thì các bạn ở đây các bạn thấy là muốn bước 1 các bạn phải chia 2, mà đây không có số 2, nó sẽ ra số 6, nên các bạn nhân với trái căn 2, nhân với trái căn 2 và nhân với phải căn 2 giúp mình. Đó. Ok chưa? Nhân với trái căn 2, nhân với phải căn 2. Sau đó các bạn dùng công thức là căn A nhân căn B sẽ bằng là căn A nhân B nhân cái số 2 vào. Được chưa? Thì mình sẽ lỡ rồi. Mình sẽ viết tạm ở trên đây nè, sẽ bằng là căn nè. Đó, 2x cộng căn 2x trừ 1. Đúng rồi, bằng căn 2 nhân căn 2 ra, căn 2 bình ra là 2. Rồi tiếp đây các bạn lại phân phối vào, như là căn là 2 nhân x là 2x nhập cộng 2 căn 2x trừ 1. Vậy là các bạn đã xuất hiện số 2 rồi. Bước 1 chia 2, bước 2, bước 3, bước 4. Vậy các bạn giải tương tự giống như bài A nha các bạn. Bài A nha các bạn. Rồi, bài B thì các bạn giải giúp mình và comment kết quả ở phía dưới để mình kiểm tra coi bạn nào giải đúng hay giải sai. Rồi, trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau cho nên hay và ý nghĩa hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.